Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về bé rồng Nam Mỹ bị tật bẩm sinh, không may mắn được trọn vẹn như những bé rồng khác. Nhưng bé rất nghị lực và lạc quan yêu đời. Từ lúc sinh ra, xương của bé đã không được thẳng, bị gù lưng như thế này nè, và kể cả cái đuôi nó cũng bị cong như thế nữa. Nhìn bé đáng thương lắm mọi người. Mình nghĩ sâu trong ánh mắt bé có một sự đượm buồn vì bản thân không được lành lặn và trọn vẹn như những bé rồng khác. Nhưng cũng chính ánh mắt ấy cũng cho mình thấy được một nghị lực cao cả và cố gắng sống một cuộc đời đáng sống. Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta sẽ không được hoàn hảo và may mắn, nhưng mình hy vọng bằng một niềm tin cao cả, chúng ta có thể vượt qua được và mạnh mẽ như bé rồng này nè. Nếu mọi người yêu thương bé thì hãy cho bé một like nha.